Chào các bạn, mình là Thiếu Hùng. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Phim Lồng Tiếng của Yêu Phim Hay. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về nội dung tập 20 phần đầu tiên của series phim kinh điển Vượt Ngục này nha. Như đã nói ở tập trước, Michael đã lên kế hoạch xong xuôi cho lần vượt ngục thứ hai, nhưng có hai vấn đề cần thiết cần được giải quyết. Một là phải đảm bảo cửa phòng bệnh xá sẽ được mở khi bọn họ tới. Vì lý do này, Michael đã tìm cách liên lạc với Nika, người vợ trên danh nghĩa của anh, nhờ cô ấy lấy cắp chiếc chìa khóa của Sarah. Nhưng việc này đã bị Sarah nhìn thấu và kịp thời thay ổ khóa mới. Vấn đề thứ hai cần giải quyết đó là Lincoln, bởi vì anh suýt nữa là được Ondo giải cứu trước đó. Ngục trưởng muốn anh ta bị kiểm soát 24/24. Mức độ kiểm soát này còn cao hơn mức biệt giam. Michael không thể liên lạc được với Lincoln trước khi bọn họ bắt đầu cuộc vượt ngục. Michael muốn để Trainer giúp anh ta, tận dụng cơ hội để kéo Trainer vào hội, giúp anh ta thoát khỏi sự tàn ác của Avocado. Nào ngờ Trainer đã phản bội Michael và nói với Bellick nghe về kế hoạch vượt ngục của họ, dùng nó để đổi lại sự bảo hộ của Bellick. Bellick đã tìm cái lỗ trong phòng bảo vệ, kế hoạch trốn thoát đã hoàn toàn bị lộ. May mắn thay, lão Copper trông thấy Bellick đi vào phòng bảo vệ. Để cho mọi việc không bị bại lộ, ông chỉ có thể ra tay với Bellick. Hai người bọn họ đánh nhau, tuy lão Copper đã già nhưng vẫn còn rất là khỏe. Ông dùng sẵn hạ gục Bellick nhưng ông bị một mảnh thủy tinh cắm vào bụng. Để không ảnh hưởng đến tình hình chung, Copper đã cố gắng nén cơn đau và che vết thương đi, tạm thời trói Bellick lại và ném xuống đường hầm. Sau khi Lincoln bị giam cầm, mức độ an ninh trong nhà tù đột nhiên tăng lên rất là đột ngột, thậm chí còn dùng tới chó nghiệp vụ. T-Bag nói nhiều lần anh ta bị bắt lại khi đang lẩn trốn là vì lũ chó nghiệp vụ này, vì anh không thể che giấu mùi trên cơ thể của mình. Sinod chế giễu, có vẻ mùi của T-Bag khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. T-Bag nói có thể mùi của anh ta như một thanh sô-cô-la, nhưng vấn đề là phải loại bỏ mùi cơ thể thì mới tránh được bọn chó nghiệp vụ kia. Bọn họ cần phải loại bỏ mùi cơ thể bao gồm cả mùi trên chăn gối và các thứ. Còn thêm vấn đề chìa khóa và Lincoln nữa. Michael dự tính 3 ngày sau sẽ hành động. Đột nhiên lão Copper nói với họ không còn thời gian 3 ngày nữa mà là phải lập tức hành động ngay. Bellick chưa bao giờ vắng mặt trong công việc. Hơn nữa, bọn cai ngục luôn chờ vào chỉ thị của Bellick mà hành động. Nếu có người phát hiện ra Bellick mất tích thì họ sẽ lập tức tìm kiếm. Mặc dù lão Copper đã tạm thời che đèn phòng bảo vệ, nhưng e là không kéo dài được bao lâu. Thời gian của bọn họ không còn nhiều. Michael quyết định kế hoạch vượt ngục lập tức bắt đầu. John cho biết máy bay sẽ được gọi tới trong tối nay. Sinod lo việc lấy càng nhiều oxy càng tốt từ nhà bếp nơi anh ta làm việc. Số còn lại thì tìm cách loại bỏ mùi cơ thể. Michael sẽ lo việc lấy chìa khóa vào bệnh xá. Để đề phòng phòng bảo vệ đóng cửa, họ sẽ bắt đầu hành động lúc 7 giờ. Và họ có một tiếng để hành động. Mặc dù cả nhóm vẫn còn rất là nhiều vấn đề, nhưng Michael không có thời gian để sắp xếp chúng. Vì giờ ra chơi đã hết, mọi người khẩn trương chuẩn bị. Fernando nhắc nhở Michael Lincoln đang bị giám sát 24/24, e là sẽ không kịp cứu Lincoln ra. Kế hoạch trốn thoát vẫn phải được tiến hành. Bellick tỉnh dậy trong đường hầm vào buổi chiều, đã cố gắng kêu cứu thật to nhưng vô ích. Nhưng cấp dưới đã sớm phát hiện ra rằng Bellick dường như không xuất hiện hôm nay. Họ không tin rằng anh ta đến muộn, bởi vì 8 năm rồi anh ta chưa hề đi muộn. Michael nhận thấy bọn cai ngục đã bắt đầu nghi ngờ. Vì vậy, anh dục Sinod mau lấy được oxy già. Cùng lúc đó, thì bác lang thang trong căng tin thu thập một số giá đỗ mà không ai ăn. Những tên tù cảm thấy rằng có mùi rất là kinh tởm. Michael bí mật nói với Trainer rằng kế hoạch đã thay đổi, bắt buộc hành động vào tối nay. Những người khác không biết rằng Trainer đã gia nhập nhóm. Mặc dù Michael không hoàn toàn tin tưởng vào Trainer, anh vẫn cho Trainer một cơ hội. Sau đó, Michael tới bệnh xá tìm Sarah. Sarah không muốn nghe Michael giải thích, cô ấy đã nghe đủ những lời nói dối. Lần này anh đã thành thật nói với cô rằng ngay từ đầu mục đích của anh ta vào nhà tù Fort River này là vì để cứu anh trai Lincoln của mình ra ngoài. Lincoln không có giết người, bản thân Sarah đã đọc qua hồ sơ vụ án và biết rằng Lincoln thật sự vô tội. Michael ngay từ đầu không muốn liên lụy tới Sarah, hoàn toàn là do bất đắc dĩ. Anh không còn cách nào khác, anh muốn Sarah giúp anh một việc. Hãy để cửa không khóa khi cô về nhà tối nay. Mấy cái kính cửa này có gắn báo động, nếu không Michael đã không việc gì phải nhờ tới Sarah. Michael mong Sarah cứ coi là mình quên khóa cửa là được. Anh sẽ không làm hại tới ai cả. Những việc anh làm đều là vì cứu anh trai của mình. Sarah mặc dù từ chối nhưng trong lòng chỉ thấy đầy mâu thuẫn. Cô không biết phải làm sao. John gọi điện cho thuộc hạ của mình, yêu cầu anh ta chuẩn bị một chiếc xe hơi tốt và một chiếc máy bay. Người này hỏi John rằng tại sao chỉ chuẩn bị máy bay có 3 chỗ ngồi. John trả lời không phải ai cũng có được vé, chỉ 3 người còn sống mới được lên máy bay mà thôi. Tiếp theo đó, John gọi điện cho Ben, bảo anh ta đưa Veronica ra đường băng tối nay. Veronica lúc đó đang bận thu dọn hành lý để đi Montana. Cô ấy đã tra ra được địa chỉ mà Quinn thường liên lạc, nơi đó là bất động sản do Damon đứng tên. Cô thậm chí không ngờ rằng bây giờ Damon đang trốn ở đó. 2 tiếng trước khi hành động, bọn cai ngục vào phòng bảo vệ mà không phát hiện ra điều gì khả nghi. Trainer có vẻ rất lo lắng, anh muốn gặp Bellick gấp. Vì Avocado sẽ trở lại phòng giam của mình vào tối nay, Trainer sẽ chết chắc nếu không có sự bảo vệ của Bellick.
vẫn còn một cách là tham gia nhóm vượt ngục. Điều này đối với anh ta là một sự lựa chọn khó khăn. Suy cho cùng, mức án của anh ta chỉ có 5 năm. Synod đặc biệt nhắc nhở cho Michael về ân oán giữa T-Bag và John, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lần trước, nếu không ngăn T-Bag lại, có lẽ T-Bag đã tấn công John bằng một con dao nhỏ. Synod giao lại con dao cho Michael và bảo rằng tìm cách để giải quyết chuyện này. Đây là cơ hội cuối để họ có thể vượt ngục, không được có sự cố nào, hoặc là hôm nay, hoặc là không bao giờ. Tại phòng thay đồ, Michael nói với mọi người, không cần cởi đồng phục ra, vì nếu không kịp, họ chỉ có thể dùng bộ đồng phục này mà thôi. Đồng thời, anh thông báo rằng Trainer sẽ đi cùng với mọi người, bởi vì kế hoạch đã thay đổi, thời gian cũng thay đổi, anh ta sẽ đưa tất cả ra ngoài. Đột nhiên có thêm người khiến cho T-Bag và Synod không hài lòng. Michael nói là do anh nợ Trainer. Bọn họ vừa ra khỏi phòng thay đồ thì một tên cai ngục đuổi theo, nói là anh ta phát hiện vài giọt máu trên sàn nhà trong phòng thay đồ. Đó là máu từ vết thương của Copper. Michael sợ rằng lão Copper sẽ bị phát hiện nên đã dùng dao cứa vào ngón tay của mình, nói dối rằng anh bị thương để lừa tên cai ngục. Anh hỏi Copper có ổn hay không. Copper nói rằng đủ ổn để thoát ra được đêm nay. Mô hình mà Michael làm cho ngục trưởng đã xong. Ông ta thấy thật may mắn khi quen biết được một nhân vật tài như Michael. Ở một nơi như Fox River này, để cảm ơn Michael, ông ta hứa sẽ đồng ý với một yêu cầu của anh. Yêu cầu duy nhất của Michael là gặp được Lincoln một lần. Lincoln đem chuyện về bố kể cho Michael nghe, nhưng anh dường như không quan tâm. Bây giờ toàn bộ tinh thần và thể lực của anh đều dành cho việc làm sao để trốn thoát. Michael nói với anh tối nay nhất định phải hành động. Lincoln biết rằng cứu anh ra ngoài là một điều không thể. Vì vậy, anh khuyên Michael hãy trốn ra ngoài một mình. Nhưng Michael không có ý định từ bỏ. Anh ta quyết định làm đến cùng. Synod lấy oxy già từ nhà bếp đựng vào những chiếc túi nhỏ và quấn quanh người. Bị người anh em của anh ta ngày trước bắt gặp để tránh người này làm ầm lên, Synod đã ra tay đánh anh ta bị thương. Sarah vẫn đang tự hỏi có nên giúp Michael hay không. Từ TV của quầy bar, cô nghe được cuộc chạy đua tranh cử của phe bà phó tổng thống đang có gì đó không ổn. Đối mặt với lực phiếu ủng hộ sụt giảm, người cha thống đốc của Sarah được cho là ứng cử viên tiếp theo cho chức phó tổng thống. Điều này với thái độ của ông với tội phạm không phải là không có liên quan. Thống đốc luôn giữ thái độ cứng rắn đối với các tử tù, đặc biệt là vụ án của Lincoln. Ông ta công khai ủng hộ việc Lincoln bị xử tội chết. Sarah cảm thấy rất là thất vọng vì rõ ràng cô đã cho cha mình xem tài liệu, chứng minh Lincoln là vô tội, nhưng vẫn không thay đổi được cách nghĩ của ông ta một chút nào. Khi trời sắp tối, gần đến lúc bắt đầu hành động, bọn họ cũng đã xong những bước chuẩn bị cuối cùng. Vì muốn che giấu mùi cơ thể, bọn họ đã rắc đủ thứ có mùi lạ lên giường ngủ và quần áo. Cai ngục nói với Trainer bạn cùng phòng của anh ta tối nay sẽ trở lại. Điều này có nghĩa là anh ta phải chọn cách chạy trốn cùng Michael. Michael để Fernando ngâm quần áo đồng phục của mình bằng oxy già, tẩy nhúng và mặc chúng bên trong. Khi đến khu vực trại điện, họ cần mặc quần áo trắng để ngụy trang. Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, việc cuối cùng là giải cứu cho Lincoln. Sarah đi gặp cha của mình, ông ta đang ở trong một buổi tiệc với những người ủng hộ mình. Cô hỏi cha về những tài liệu trong vụ án của Lincoln, ông ta có từng nghiêm túc xem nó chưa. Ông ta tránh không trả lời Sarah, thay vào đó ông khuyên Sarah đừng xen vào việc này. Sarah tiếp tục gặng hỏi, cha cô đột nhiên tức giận đùng đùng, nói rằng cô ta đã thay đổi rất nhiều sau khi làm việc ở Fox River. Ông nói rằng không ai cần xem, ông ủng hộ phán quyết của tòa. Nếu như Sarah muốn cống hiến thì hãy đi khuyên những tên phạm nhân kia làm lại cuộc đời. Nói về tội phạm, thống đốc thậm chí còn tức giận hơn, nói rằng ông ta đã sử dụng quyền lực nhiều lần để bảo lãnh cho Sarah và đám bạn trai nghiện hút của cô. Vào thời điểm đó, ông chưa bao giờ thấy Sarah quan tâm đến công lý, sao bây giờ lại khăng khăng giữ cái ý nghĩ ấu trĩ như vậy. Nói xong giận dữ bỏ đi. Khi gần đến thời gian hành động, quản ngục cho người gọi Michael tới đó có việc gấp. Hóa ra là vài phút trước khi họ dịch chuyển mô hình đền Taimaha thì nó đột nhiên bị sụp đổ. Ngay khi Michael đến đó, nhân viên bảo vệ đã đến báo cáo về sự mất tích của Brad Bellick. Ngục trưởng lập tức kêu thư ký liên lạc với mẹ của Brad Bellick. Mẹ Bellick nói rằng anh ta đã đi làm từ sáng sớm và không thấy anh ta gọi điện về nhà như thường lệ. Ngục trưởng cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền cho người xuống gara xem thử Bellick có ở đó hay không. Trong lúc đó, mọi người trong nhóm vượt ngục đều đang cầu nguyện cho hành động lần này là thành công. Họ nhớ những người thân trong gia đình, những người ở bên ngoài nhà tù đang mong ngóng họ trở về, những người mà họ muốn ở bên cạnh, những người họ muốn tiễn đưa, những người họ muốn báo thù và thời gian bên cạnh người thân không còn nhiều, những người mà họ căm thù tới tận xương tủy. Kiên cường cho tới giờ phút này là vì những điều đó. Trong thời khắc này, cuộc vượt ngục trở thành khát vọng tự do và sự cứu rỗi niềm tin. Cánh cửa bệnh xá đã được khóa lại khi người cuối cùng rời đi. Cùng lúc, Sarah đã đưa ra một quyết định rất là khó khăn. Ngục trưởng nói với Michael rằng ông đã lên kế hoạch tặng mô hình này cho vợ mình vào ngày mai. Vì vậy, anh ta phải tìm cách sửa nó vào tối nay. Sau một lúc, Michael lấy ra một mảnh gỗ và nói với quản giáo rằng đây là chốt nối, dùng để nối các thanh xà lại. Lúc trước, anh ta đã lấy nó ra vì anh muốn quay lại đây. Nói xong, anh rút con dao nhỏ trong túi áo ra uy hiếp ngục trưởng, nói là anh ta đang đào tẩu và ngục trưởng phải để anh trai của anh ta đi cùng. Nội dung tập 20 phần đầu tiên của bộ phim mình xin được kết thúc tại đây.
Càng về cuối thì phi vụ vượt ngục này sẽ xuất hiện thêm một số tai nạn và những cuộc lật ngược tình thế đầy gay cấn. Mời mọi người đón xem tập tiếp theo, đồng thời nhớ like và share những nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha.